Tin tức thế giới trong 24 giờ qua, bán đảo Crimea vốn ẩn chứa nhiều mâu thuẫn cùng với những thực tế mà hầu như ai cũng rõ. Tại Crimea, ngôn ngữ nhiều người dùng là tiếng Nga, đồng tiền được sử dụng hàng ngày là đồng rúp, có hơn một nửa người Nga và hầu như không có người Ukraine. Tuy nhiên, Crimea giờ đây đã trở thành làng ranh đỏ, có thể khiến vũ khí hạt nhân được kích hoạt. Tại sao lại như vậy? Liệu Nga có cần tạo ra các vùng đệm phi quân sự xung quanh những khu vực mà nước này đã sát nhập ở Ukraine khi quân đội Kiev được nhận xét là lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới hiện nay? Cùng lúc đó, Điện Kremlin tuyên bố nước Nga đang phải đương đầu với hơn 3,6 triệu quân nhân chuyên nghiệp của NATO thực hư ra sao? Trong khi đó, các vùng tiền tuyến vẫn sụp sôi từng ngày. Cố vấn Mỹ tuyên bố, lực lượng Kiev sẽ khiến cộng đồng thế giới choáng váng trong vài tuần tới. Ở phía ngược lại, lực lượng Nga cũng đẩy mạnh tấn công khi giao tranh được cho là đang giảm nhiệt ở Bắc Bút. Mặt khác, ngọn lửa căng thẳng bung cháy tại Trung Đông khi Mỹ cảnh báo sẽ ăn miếng trả miếng với Iran. Trước một viễn cảnh xung đột ở châu Á ngày một rõ nét, Đài Loan có thể trở thành kho đạn của Mỹ. Cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý, tất cả sẽ có trong toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế, bức tranh thế giới tổng hợp các sự kiện an ninh chính trị xã hội toàn cầu đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, trong khi chính trường thế giới đang đổ dồn sự tập trung vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, thì tại khu vực Trung Đông, căng thẳng đang có nguy cơ tăng nhiệt vượt kiểm soát. Mới đây, đài truyền hình Omayadin có trụ sở tại Lebanon trích dẫn các nguồn tin cho hay, các cứ quân sự của Mỹ ở Syria tiếp tục bị tấn công tên lửa vào tối ngày 24 tháng 3. Theo đó, 8 quả rocket đã được phóng vào căn cứ Conico, phía đông bắc tỉnh Deir Ezzel. Bộ Một quân nhân Mỹ đã bị thương, theo Al cho biết. Lực lượng phòng không của Mỹ đã bắn hạ hai trong số 3 máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công. Trước đó, vào đầu ngày 24 tháng 3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cho biết 10 quả rocket đã nhắm vào lực lượng liên minh tại khu liên hợp Green Village. Tuy nhiên, không có nhân viên Mỹ nào bị thương. Theo Sancom, một quả tên lửa đã bắn trượt qua khu nhà gần 5 km, tấn công và làm hư hại một nhà dân, khiến hai phụ nữ và hai trẻ em bị thương. Các đợt tấn công diễn ra sau khi Mỹ ra lệnh không kích ở Syria hôm 23 tháng 3. Lầu Năm Góc xác nhận, một nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng khi một máy bay không người lái tấn công một cơ sở thuộc căn cứ liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở đông bắc Syria. Tình báo Mỹ xác định UAV này có nguồn gốc từ Iran. Thưa quý vị, ngay trong ngày 24 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng cảnh báo Iran rằng Mỹ sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ người dân Mỹ. Theo đó ông chủ nhà trắng nhấn mạnh rằng Washington đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng để bảo vệ quân nhân nước này đóng tại Syria. Các lực lượng thân Iran ở Syria cho biết rằng họ có đủ nguồn lực để đáp trả các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ vào các căn cứ của họ bạo lực có thể làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Tehran. Khi việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc vẫn bị đình trệ, cùng với đó là việc Nga đang sử dụng UAV của Iran trong xung đột với Ukraine. Mặc dù các lực lượng Mỹ đóng quân tại Syria đã từng bị tấn công bằng máy bay không người lái trước đây, nhưng rất hiếm trường hợp tử vong. Trong chuyến thăm Canada, ông Biden đã nói rằng, mỹ không tìm kiếm xung đột với iran nhưng họ nên chuẩn bị trước những hành động mạnh mẽ của mỹ trong việc bảo vệ người dân của mình khi được hỏi liệu iran có nên trả giá cao hơn hay không ông biden đáp mỹ sẽ không dừng lại Cùng lúc đó, trang tin Axios của Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao Israel cho biết, phía Tel Aviv đã nói với chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden và một số nước châu Âu rằng nếu như Iran làm giàu uranium trên mức 60%, điều đó có nguy cơ kích hoạt một cuộc oanh kích của Israel. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vào cuối tháng 2 năm 2023 cho biết Iran đã tích lũy 87,5 kg uranium được làm giàu 60%. Các chuyên gia nói rằng nếu lượng uranium đó được làm giàu tới 90%, Iran sẽ có đủ khả năng chế tạo ít nhất một quả bơm hạt nhân. Một quan chức quốc phòng hàng đầu Mỹ đã nói với các nhà lập pháp tháng trước rằng Iran sẽ chỉ cần 12 ngày để làm giàu đủ lượng uranium cấp độ vũ khí, nhanh chế tạo một quả bơm hạt nhân. Tuy vậy, Mỹ không nghĩ Iran đã đưa ra quyết định đối lại chương trình vũ khí hủy diệt của mình. Theo một quan chức cấp cao khác của Israel nói với ASUS, phía Tel Aviv tin rằng lời cảnh cáo của họ đã được nghe thấy rõ tại Tehran. Người Iran hoàn toàn hiểu rõ quan điểm của chúng tôi và họ biết làng ranh đỏ của chúng tôi là gì, quan chức Israel khẳng định. Cũng nói về những mối đe dọa liên quan đến vũ khí hạt nhân, theo Nikki, ngày 24 tháng 3, chính quyền Tổng thống Joe Biden gây càng lo ngại về khả năng Nga đang hỗ trợ Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân bằng cách cung cấp cho bằng hữu uranium được làm giàu ở mức độ cao. Cụ thể, mối lo ngại này bắt đầu từ khi nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để cùng tìm hiểu. Sự hỗ trợ ngoại giao, chính trị vào một bước nào đó hỗ trợ vật chất của Trung Quốc cho Nga chắc chắn đi ngược lại với lợi ích của chúng tôi trong việc chấm dứt xung đột, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 22 tháng 3. Ông nhấn mạnh Trung Quốc không cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, nhưng nhấn mạnh rằng hai nước đã nói về mối quan hệ đối tác không giới hạn. Theo Nikkei, mối lo ngại ở Washington bắt đầu từ hợp tác hạt nhân giữa Nga và Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, Nga đã xuất khẩu một lượng lớn uranium được làm giàu sang Trung Quốc. Theo một báo cáo vào cuối tháng 2 của Bloomberg, trích dẫn dữ liệu từ một tổ chức nghiên cứu của Anh, theo Bloomberg, uranium được dùng để làm nhiên liệu cho một lò phản ứng ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay. Thật đáng lo ngại khi thấy Nga và Trung Quốc hợp tác về vấn đề này, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết tại một phiên điều trần vào đầu tháng 3. Ông cảnh báo Trung Quốc có thể mở rộng kho vũ khí hạt nhân với nguồn cung uranium làm giàu từ Nga. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Nikki, Hoa Kỳ đã đạt được rất ít hoặc không có tiến triển nào trong việc thiết lập đối thoại với Trung Quốc về năng lực hạt nhân, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh minh bạch hơn về các chương trình hạt nhân của mình cũng theo nikki chính quyền tổng thống biden đã phát hiện rằng trung quốc đang mở rộng đáng kể khả năng hạt nhân trong một báo cáo thường niên được công bố vào tháng 11 năm ngoái, Lô Năm Góc ước tính rằng Trung Quốc sẽ tăng gấp 3 kho dự trữ lên 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035. Jacob Stokes, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu về An ninh Mới của Mỹ có trụ sở tại Washington cho biết, một hạn chế đối với kho vũ khí của Bắc Kinh là thiếu vật liệu phân hạch để chế tạo vũ khí mới. Với quá trình xử lý bổ sung, các chuyến hàng uranium của Nga có thể giúp Trung Quốc giảm bớt hạn chế đó. Ryan Haas, một thành viên cấp cao tại Viện Brookings, nói rằng nếu sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc tăng lên, Moscow có thể hỗ trợ các bước đột phá của Trung Quốc ở Bắc Cực hoặc để Bắc Kinh tiếp cận các căn cứ quân sự do Nga sử dụng ở những nơi khác trên thế giới. Ông cũng nêu ra khả năng hợp tác phát triển tàu ngầm hoặc chia sẻ thông tin tình báo tiên tiến và sâu hơn, theo Nikkei. Trong khi đó, các hoạt động quân sự trên biển tiếp tục đẩy căng thẳng giữa hai ông lớn Mỹ-Trung rơi vào bế tắc. Thưa quý vị, Bắc Kinh vừa lên tiếng tố cáo tàu khu trục USS Bilious của Mỹ tiếp tục xâm nhập vào các khu vực trên Biển Đông một cách bất hợp pháp, khiến lực lượng hải quân Trung Quốc phải theo dõi và xua đuổi phương tiện này rời khỏi khu vực. Reuters trích dẫn tuyên bố hôm 24 tháng 3 của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh nghiêm khắc yêu cầu bị chấm dứt các hành động khiêu khích trên Biển Đông, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng bởi những sự cố không lường trước. Đáp lại, Hoa Kỳ tuyên bố tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Milius chỉ đang thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo quyền tự do hàng hải. Theo tuyên bố được gửi qua email, hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết, lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ hoạt động thường xuyên ở khu vực Biển Đông khi các yêu sách của Trung Quốc đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do thương mại và tự do hàng hải. Được biết, đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ và Trung Quốc đụng độ trên Biển Đông, khu vực đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia với giá trị giao dịch đường thủy hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Chưa dừng lại ở đó, thưa quý vị, Mỹ dường như tiếp tục tăng cường năng lực tác chiến trước viễn cảnh xung đột ở châu Á ngày một rõ nét. Eurasian Times ngày 24 tháng 3 dẫn lời lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan, khâu quốc chính cho biết, Hoàn đảo có thể sẽ là nơi đặt các cơ sở lưu trữ đạn dược của Mỹ để giúp Washington giải quyết những hạn chế về hậu cần ở Tây Thái Bình Dương nếu xung đột nổ ra với Trung Quốc. Nếu các cuộc đàm phán giữa Washington và Đài Bắc thành hiện thực, Đài Loan sẽ góp tên vào danh sách các địa điểm dọc theo chuỗi đảo thứ nhất, bố trí vũ khí để sử dụng trong trường hợp xung đột nổ ra với Trung Quốc. Ngoài Đài Loan, còn có Nhật Bản và Philippines. Theo Eurasian Times, Nhật Bản đã mở căn cứ thứ tư như vậy ở cực Nam Nancy hay quần đảo Ryukyu. Đối với Philippines, Mỹ đang cố gắng sửa đổi thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường EDCA đã ký với Manila cũng để đặt các cơ sở đạn dược trên bốn hòn đảo điều này là do việc tiếp cận các căn cứ quân sự của philippines mà edca cho phép để việc huấn luyện chung bố trí trước thiết bị và xây dựng các cơ sở như đường băng kho chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự không phải là sự hiện diện lâu dài theo reuters theo asia sentinel đây có thể là hai hoặc ba hòn đảo thuộc tỉnh kageyan hoặc isabella ở phía bắc sát sườn phía nam của đài loan đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Mỹ và các đồng minh nhằm khắc phục những bất lợi về hậu cần trong việc tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm và hỏa lực cho các đơn vị chiến đấu và tàu của họ ở phía Tây Thái Bình Dương. Việc chuẩn bị cho kịch bản Trung Quốc phong tỏa toàn diện Đài Loan cũng được đưa ra thảo luận bên lề một hội nghị về công nghệ quốc phòng ở Singapore vào hôm 23 tháng 3. Theo đó, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall nói với Reuters rằng ông không nghĩ có nguy cơ lớn về việc Bắc Kinh tấn công hòn đảo trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông Kendall nhận định việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang làm tổn hại sự ổn định của khu vực. Tướng Kendall cho rằng Trung Quốc đã thực hiện một loạt hành vi quyết liệt, bao gồm tăng cường sức mạnh quân sự ở Biển Đông, một hành lang chiến lược cho hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu. Ông Kendall còn khẳng định, những vụ việc dư kinh khí cầu của Trung Quốc suốt nhiều ngày bay qua không phận Mỹ hồi tháng 2 là một hành vi gây kích động. Tuy nhiên, Tướng Không quân Mỹ cho rằng vụ việc này là một trường đơn lẻ và hiện không có nguy cơ quân sự nghiêm trọng ở khu vực Thái Bình Dương. Theo Reuters, căng thẳng giữa hai siêu cường ngày càng gia tăng trong hàng loạt vấn đề, bao gồm liên quan đến những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Đài Loan và Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ ra sức củng cố mối quan hệ với các đồng minh truyền thông tại châu Á-Thái Bình Dương nhằm tiêm hãm sức ảnh hưởng của Bắc Kinh. Hiện Trung Quốc chưa có phản ứng về những bình luận của Bộ trưởng Không quân Mỹ. Giữa lúc đó, lãnh đạo đảo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, kể 25 tháng 3, đã đến thăm các kỹ sư quân sự, thị sát quá trình đào tạo của họ. Theo Reuters, chuyến thăm này diễn ra gây trước kế hoạch quá cảnh nhạy cảm của bà Thái ở Hoa Kỳ khi đến thăm các kỹ sư quân sự bà thái anh văn phát biểu rằng bảo vệ tự do dân chủ là sứ mệnh vĩ đại của lực lượng phòng vệ bà thái đã thị sát các quân nhân thực hiện công việc kỹ thuật chiến trường và cận chiến tay đôi theo reuters sắp tới nữ lãnh đạo sẽ có chuyến đi nhạy cảm tới trung mỹ và quá cảnh ở hoa kỳ chưa rõ bà có gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy khi đáp chuyến bay ở Mỹ hay không. Theo Reuters, căng thẳng ở eo biển Đài Loan đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Bắc và quân đội Trung Quốc phản ứng bằng cuộc tập trận lớn và phức tạp chưa từng thấy xung quanh đảo Đài Loan hồi tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh chỉ trích vì cung cấp vũ khí hay thiết lập quan hệ với Đài Loan là vi phạm nguyên tắc buộc Trung Quốc và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Thưa quý vị, trước đó vào ngày 21 tháng 3, sau khi Đài Loan xác nhận việc nhà lãnh đạo Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Mỹ, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và đã gửi thông điệp cứng rắn tới Washington. Cụ thể, người phát ngôn Trung Quốc Ung Văn Bằng nói, chúng tôi một lần nữa cảnh báo chính quyền Đài Bắc rằng không thể có một Đài Loan độc lập và bất kỳ ảo tưởng nào về việc thông đồng với các thế lực bên ngoài để giành độc lập và hành động khiêu khích đều sẽ thất bại. Trước đó, theo thông tin chính thức của phía Đài Loan, bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở New York và Los Angeles trên đường đến và đi từ hai nước Guatemala và Belize. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng việc bà Thái quá cảnh là thông lệ bình thường và cho rằng Trung trung quốc không nên lấy cớ để gây căng thẳng với đài loan Thưa quý vị, khả năng thu hẹp bất đồng ở khu vực Đông Bắc Á cũng là vấn đề nan giải khi các cuộc tập trận của Liên minh Mỹ-Hàn vẫn diễn ra rầm rộ. Mới đây, lực lượng không quân Hàn Quốc cho biết vào hôm 24 tháng 3 rằng quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận trên không nằm trong chuỗi tập trận chung lá chắn chiến binh trong đoạn video do quân đội Hàn Quốc cung cấp. Các máy bay, bay chiến đấu bao gồm F-15K, F-35A và KF-16 đã tiến hành thả khá nhiều loại tên lửa và bơm tấn công vào mục tiêu. Lực lượng không quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận bắn đạn thật không đối không và ném bơm đất đối không cùng với phi đội tiêm kích 51 thuộc lực lượng không quân số 7 của Mỹ sẽ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ thứ Hai ngày 20 tháng 3 và có sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu Hàn Quốc cùng với cường kích A-10 của Mỹ để kiểm tra khả năng tấn công chính xác của lực lượng không quân chung. Trước đó, vào hôm 24 tháng 3, Triều Tiên cho biết nước này đã thử nghiệm một thiết bị không người lái tấn công dưới nước có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ cần phải ngừng các cuộc tập trận liều lĩnh chống Triều Tiên. Song song với đó, theo hình ảnh được công bố gần đây, Mỹ đã tiến hành đợt huấn luyện đầu tiên cho Hàn Quốc để chuẩn bị triển khai các bệ phóng điều khiển từ xa thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao TSAAD. Hãng thông tấn Yohap hôm 24 tháng 3 trích thông cáo báo chí từ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, đợt huấn luyện lần này có mục đích nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị và củng cố năng lực phòng thủ của liên minh. Qua đó, Mỹ khẳng định cam kết hỗ trợ cho Hàn Quốc để đảm bảo tình hình an ninh tại bán đảo Triều Tiên. Được biết, chính quyền Seoul đang muốn triển khai mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD Hiện tại, hệ thống phòng thủ này được lắp đặt ở Seongju, khu vực cách Seoul 217 km về phía đông nam, trong khi chờ đánh giá thêm về tác động của hệ thống đối với môi trường. Thông cáo của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho rằng, việc triển khai mở rộng hệ thống phòng thủ THAAD sẽ giúp Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ ở cấp độ cao hơn. Đồng thời, thiết kế cho hệ thống cũng có thể được cải thiện bằng cách thay đổi các tùy chọn phóng từ xa. Theo kế hoạch, Mỹ đang thúc đẩy một chương trình nâng cấp cho phép tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa TACAD và Patriot thành một hệ thống duy nhất nhằm tăng cường sức mạnh và tính linh hoạt hơn cho hoạt động phòng thủ. Trước đó, cơ quan mua sắm vũ khí nhà nước của Hàn Quốc hôm 23 tháng 3 cho biết, Seoul đang tìm cách phát triển chức năng chiến đấu của chiếc máy bay phản lực KF-21 Borame vào tháng 5 năm nay, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch để có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu trong nước vào năm tới. Cục Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm, máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng năm 2026, kể từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7 năm 2022. Tính đến ngày 10 tháng 3, 4 phiên bản của KF-21 do công ty Korea Aerospace Industry KAI phát triển đã thực hiện tổng cộng 142 lần xuất kích. Cục cũng đã thông báo với các nghị sĩ trong phiên họp của Ủy ban Quốc phòng, Quốc hội về kế hoạch phát triển máy bay, bao gồm cả việc thúc đẩy hoàn thành chương trình thử nghiệm khả năng chiến đấu của máy bay vào tháng 5 năm nay. Trong bối cảnh đó, thưa quý vị, vết đứt trong mối quan hệ liên triều ngay một khoét sâu. Vào hôm 24 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã thề rằng sẽ khiến cho Bình Dưỡng trả giá nếu tiếp tục thử nghiệm tên lửa và vũ khí hạt nhân, gây căng thẳng cho khu vực bán đảo Triều Tiên. Ông Jun đã đưa ra cảnh báo như vậy chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên bắn thử thêm một tên lửa, cùng lời tuyên bố của ông Kim Jong Un là sẽ khiến cho liên minh Mỹ Hàn lao vào tuyệt vọng. Trong buổi kỷ niệm ngày quốc phòng biển Tây, ông Jun phát biểu Triều Tiên đang ngày càng nâng cao vũ khí hạt nhân và thử nghiệm tên lửa liều lĩnh với cường độ chưa từng có, tôi đảm bảo họ sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Ngày quốc phòng biển Tây của Hàn Quốc là dịp để tôn vinh các quân nhân đã hy sinh trong trận chiến ở đường giới hạn phía bắc. Đây là đường biên giới trên biển phía Tây giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Từ năm 2002 đến năm 2010, Tổng cộng 55 quân nhân và 46 thủy thủ đã hy sinh trên tàu hộ tống Jong-nan bị tấn công vào tháng 3 năm 2010. Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên tấn công con tàu. Tổng thống Yoon nói thêm, chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ tăng cường sức mạnh của hệ thống ba trục nhằm đối phó với những vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời thắt chặt hợp tác an ninh với Nhật Bản và Mỹ. Ở một góc khác của thế giới, cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine tiếp tục xáo trộn trật tự toàn cầu. Theo Sky News đưa tin hôm nay, ngày 25 tháng 3, các chỉ huy lực lượng không quân từ Thụy Điển, Na Uy, Phân Lan và Đan Mạch thông báo đã ký một văn bản về ý định thành lập một lực lượng phòng không Bắc Âu nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga theo sky news mục tiêu là nhằm tiến hành các hoạt động chung dựa trên các phương thức hoạt động giữa các thành viên nato theo tuyên bố chung của lực lượng vũ trang bốn nước chỉ huy lực lượng không quân đan mạch tướng jandam cho biết động thái tích hợp các lực lượng không quân diễn ra do cuộc xung đột nga ukraine phi đội kết hợp của chúng tôi có thể được so sánh với một quốc gia châu âu rộng lớn tướng đan mạch tuyên bố theo Sky News, Na Uy có 57 chiến đấu cơ F-16, 37 máy bay F-35 và 15 chiếc nữa đã được đặt hàng. Phần Lan sở hữu 62 máy bay phản lực FA-18 Hornet và có thêm 64 chiếc F-35, trong khi Đan Mạch có 58 chiếc F-16 và 27 chiếc F-35 trong tương lai. Còn Thụy Điển có hơn 90 máy bay phản lực Green Benz. Hiện không rõ có bao nhiêu máy bay chiến đấu đang hoạt động. Trong khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây lao dốc không phanh, thì chiến sự tại Đông Âu lại hình thành một sợi dây liên kết vô hình giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo đài CNN đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu vào ngày 24 tháng 3 cho biết, ông sẽ không lo lắng sau các cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi không xem nhẹ Trung Quốc và Nga, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã phóng đại sự việc quá mức. Các nhà lãnh đạo tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Ottawa, Canada. Chủ nhân nhà trắng ngày 23 tháng 3 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Canada, lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021. Theo nhà lãnh đạo, giữa lúc các quan chức Mỹ cảnh báo về khả năng Trung Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Nga thì Bắc Kinh chưa làm điều đó. Trong 3 tháng qua, tôi đã nghe về việc này, Trung Quốc chưa làm vậy, nhưng điều đó không đồng nghĩa là họ sẽ không hành động. Tổng thống Biden phát biểu trong cuộc họp báo với thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ông tiếp tục nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng tăng giữa các liên minh, bao gồm G7, Liên minh Quad, Asian và AUKUS. Đến nay, ông đã gặp 80% các nhà lãnh đạo trên thế giới, tổng thống cho biết. Về phía Nga, hãng tin Sputnik dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev mới đây khẳng định rằng có liên minh quân sự NATO trên thực tế đã căng dự vào xung đột ở Ukraine. Hay nói cách khác, Nga đang phải đương đầu với lực lượng 3,6 triệu quân nhân chuyên nghiệp của NATO. Ông Dmitry Medvedev ngày 24 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn dài với Đài RIA Novosti, Sputnik News và các kênh truyền thông khác của Nga. Ông nhắc lại quan điểm rằng NATO đã can dự trực tiếp vào cuộc khủng hoảng Ukraina. Tôi chỉ nói một điều thôi, rất rõ ràng, Liên bang Nga hiện không ở trong cuộc chiến với Ukraine, không phải chiến đấu với chính quyền phát xít mới ở Kiev, mà trên thực tế, đất nước chúng ta đang chiến đấu với một đội quân 3,6 triệu người của NATO. Họ đang tham gia vào một cuộc xung đột hỗn hợp, và khối liên minh phương Tây không còn tiếp tục che giấu điều đó, ông Medvedev tuyên bố nhắc đến các mục tiêu của nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine ông medvedev cho biết không có thứ gì bị loại trừ nếu cần tấn công vào kiev thì hãy làm nếu cần tấn công tới lviv thì hãy tiến hành lviv là tỉnh miền tây ukraine giáp biên giới với ba lan nơi tương đối an toàn hơn miền đông và miền trung ukraine kiev và các nước nato chưa có phản ứng với những tuyên bố mới từ cựu tổng thống nga medvedev trước đó điện kremlin cũng nói rằng xung đột đã kéo dài hơn dự kiến do sự can dự sâu sắc của liên minh phương tây trong khi đó mỹ anh và các đồng minh khẳng định rằng họ hỗ trợ vũ khí và tài chính cho ukraine nhưng không gửi binh sĩ không thực hiện vùng cấm bay và không phải là một bên của xung đột trong khi đó theo newsweek thiếu tướng mick ryan đã nghỉ hưu của quân đội australia đã gây chú ý truyền thông khi nhận xét rằng quân đội ukraine gần như là lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới hiện nay sau hơn một năm chống chọi chiến đấu với nga trong buổi phỏng vấn với Kiev Post, ông Ryan đã bàn về các khía cạnh khác nhau trong lực lượng vũ trang Ukraine như cách sử dụng vũ khí và chiến thuật trong cuộc chiến đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ. Ông Ryan nói, theo quan điểm của tôi, Ukraine là quân đội tốt nhất thế giới vào lúc này. Họ là những người có kinh nghiệm nhất trong chiến tranh hiện đại. Họ đã chứng minh được khả năng của mình trong suốt 13 tháng qua. Bình luận của ông Ryan được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến vẫn tiếp diễn không có hồi kết. Theo ông Ryan, có một số yếu tố tác động đến lực lượng vũ trang Ukraine. Vị tướng nói rằng lực lượng bảo vệ lãnh thổ của Ukraine rất chuyên nghiệp, bao gồm cả những người lính mới và cũ được huy động. Dường như họ có nhiều đơn vị độc lập. Sau đó cùng ngày, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ông Mark Kansian, nhận định với Newsweek là những lời nhận xét của thiếu tướng Ryan hoàn toàn đúng. Ông Kansian nói, Thiếu tướng Ren đã đúng khi chỉ ra yếu tố về con người trong chiến tranh, đặc biệt là huấn luyện và lãnh đạo. Không có gì nghi ngờ khi quân đội Ukraine giờ đây sở hữu nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Như ông Ren đã nói, người Ukraine giỏi hơn người Nga, nhưng họ vẫn chưa phải là tốt nhất thế giới. Ông Kansian giải thích rằng, quá trình huấn luyện của quân đội Mỹ rất khác so với Ukraine. Theo ông, quân đội Kiev chỉ có 2-3 tuần để huấn luyện trước khi tham chiến, còn các binh sĩ Mỹ phải được đào tạo đến 22 tuần. Ông cũng chia sẻ là mỗi năm, Ukraine gửi 2 tiểu đoàn đến châu Âu để huấn luyện, trong khi quân đội Hoa Kỳ gửi khoảng 60 tiểu đoàn đến huấn luyện tương tự. Ông Kansian cho rằng, hầu hết các chỉ huy Ukraine đều có kỹ năng tốt trên chiến trường, nhưng họ có thể thiếu sự huấn luyện chuyên sâu để thực hiện các cuộc diễn tập phối hợp phức tạp. Trong bản cập nhật mới nhất của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, con số thiệt hại của Nga trong hơn một năm qua là 3.000 xe tăng, 6.898 xe bọc thép, 305 máy bay, 290 máy bay trực thăng và 273 hệ thống phòng không. Phía Moscow không lên tiếng phản hồi về những thông tin mà Ukraine đưa ra. Đáng chú ý, Newsweek ngày 24 tháng 3 dẫn lời của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nếu quốc gia Đông Âu này cố gắng giành lại Crimea. Nga đã tổ chức trưng cầu dân ý và sát nhập bán đảo này vào năm 2014, hành động bị một số nước phương Tây lên án và áp đặt trừng phạt kinh tế. Đối với một số cuộc tấn công nghiêm trọng liên quan đến nỗ lực giành lại Crimea, rõ ràng điều này sẽ là cơ sở cho việc sử dụng tất cả các biện pháp bảo vệ, bao gồm những biện pháp được nêu ra trong học thuyết răng đe hạt nhân, khi việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào chống lại Nga gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của nhà nước. Ông Medvedev phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 3. Khi các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine kéo dài trên nhiều chiến địa lớn, Kiev cũng cân nhắc giành lại bán đảo Crimea theo phó giám đốc tình báo quân đội ukraine vadim sibiski tuần trước nga đã thực sự chuẩn bị cho các hành động phòng thủ ở crimea đồng thời cho biết cơ sở hạ tầng được duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo một báo cáo của tổ chức ân xá quốc tế, kể từ khi sáp nhập, Crimea đã chứng kiến những trường hợp vi phạm nhân quyền và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trong khi đó, ông Medvedev, người cũng là phó chủ tịch hội đồng An ninh nga, tuyên bố ngày 24 tháng 3 rằng nỗ lực chiếm một phần của nga sẽ đồng nghĩa với việc xâm phạm sự tồn tại của nhà nước nga. Do đó, việc tấn công sẽ là cơ sở rõ ràng để sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Tôi hy vọng những người bạn bên kia đại dương nhận ra điều này, ông Medvedev nói thêm bên cạnh đó, cựu tổng thống nga ông Dmitry Medvedev còn cho rằng nga cần phải tạo các vùng đệm phi quân sự xung quanh những khu vực mà nước này đã sát nhập ở Ukraine, đồng thời cho biết sẽ cần phải tiến sâu hơn vào Ukraine để thiết lập các vùng đó hơn một năm sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine các mục tiêu cốt lõi của tổng thống vladimir putin vẫn chưa thực hiện được mặc dù nga đã kiểm soát gần một phần năm đất nước không bên nào có dấu hiệu hạ vũ khí theo ước tính của quân đội phương tây hàng trăm nghìn binh sĩ nga và ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng ông medvedev cho biết nga cần tạo dựng các vùng phi quân sự xung quanh những vùng đã sát dập trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nga ông nói chúng ta cần đạt được tất cả các mục tiêu đã đặt ra để bảo vệ lãnh thổ, đó là lãnh thổ của Liên bang Nga. Ông khẳng định thêm, chúng ta cần tạo ra một vùng đệm không cho phép sử dụng hay triển khai vũ khí trong khoảng cách từ 70 đến 100 km để phi quân sự hóa khu vực. Ông nói, nếu không thành lập được những khu vực này, Nga sẽ phải tiến sâu hơn vào Ukraine, chiếm thủ đô Kiev hoặc thậm chí là thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine. Hiện Nga kiểm soát khoảng 17-18% đến diện tích Ukraine, bao gồm một vùng đất ở miền Đông, vùng dọc theo bờ biển Azov và Biển Đen, cũng như bán đảo Crimea mà Moscow xác nhập vào năm 2014. Thưa quý vị, sau vụ va chạm giữa UAV Mỹ và chiến đấu cơ của Nga gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội hồi tuần trước, theo thông tin từ trang quân sự Top War của Nga, hôm 24 tháng 3, một máy bay, bay trinh sát Boeing RC-135W Riverton của không quân Mỹ đã bị phát hiện trên bầu trời ngoài khơi bán đảo Crimea. Theo tờ này, điều đáng nói là chiếc máy bay trinh sát được hộ tống bởi hai máy bay chiến đấu đa năng Eurofighter Typhoon với số hiệu DREAD-011 và DREAD-012. Các máy bay đều tắt bộ tiếp sóng khi đang bay. Được biết, vào khoảng 17 giờ 30 phút theo giờ Moscow, chiếc máy bay đã bay một vòng qua Romania, sau đó bay theo hướng đông, sau đó bay theo hướng ngược lại. Cũng vào thời điểm này, một chiếc máy bay chở dầu đa năng Airbus KC-2 Voyager với số hiệu RRR-9954 cũng bay gần bán đảo. Máy bay này cất cánh từ căn cứ không quân RAF Breeze Norton và cũng bay qua bờ biển Romania từ khoảng 16 giờ theo top world sự xuất hiện thường xuyên của các máy bay, bay và phương tiện bay không người lái của các nước nato trên biển đen bao gồm cả vùng lân cận bán đảo crimea có thể là để thu thập thông tin về địa điểm và hoạt động của lực lượng vũ trang nga bao gồm cả hạm đội biển đen trong khu vực việc này được triển khai bởi tình báo quân sự phương tây nhằm thu thập thông tin tình báo để chuyển cho các đơn vị ukraine để triển khai kế hoạch tấn công bán đảo crimea Đối về tình hình chiến sự vẫn gây căng sôi sụp tại khu vực Đông Âu, thưa quý vị, trang Opti mới đây trích dẫn nhận định của một cố vấn người Mỹ. Tuyên bố hôm 23 tháng 3 cho rằng quân đội Ukraine sẵn sàng tung ra một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Nga trong những tuần tới. Điều này được cho là sẽ khiến cộng đồng thế giới choáng váng. Chia sẻ với tờ nhật báo Ukraine New Voice, ông Dan Bryce, một cựu chiến binh trong chiến tranh Iraq, hiện là cố vấn của Valery Zaluzny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tuyên bố Nga đã gặp phải những trở ngại nghiêm trọng khi cố gắng giành quyền kiểm soát chiến địa Bắc Bút. Trong những tuần gần đây, các lực lượng Nga đã chiếm được một số ngôi làng xung quanh trung tâm hậu cần chiến lược. Nhà lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Brigosin tuyên bố nhóm này đã kiểm soát 70% thành phố. Tuần trước, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Boliansky thậm chí mô tả tình hình của quân đội Ukraine trên thực địa là rất tồi tệ, nói rằng họ gần như bị bao vây và chịu tổn thất nặng nề. Trong khi tổng thống Ukraine Zelensky mô tả cuộc giao tranh là một trong những trận chiến gay cọ nhất thì cố vấn Dan Price đã đánh giá giảm nhẹ những khó khăn đó. Vị đây nhấn mạnh về điều kiện thời tiết bất lợi và khẳng định rằng Moscow đã chọn thời điểm khủng khiếp để tấn công. Ông Dan Rice tuyên bố rằng khi thời điểm thích hợp cho cuộc tấn công của Kiev diễn ra vào mùa xuân, Ukraine sẽ có một đội quân mạnh hơn nhiều và được trang bị tốt hơn nhiều so với một năm trước khi chiến sự nổ ra. Theo ông, mùa xuân này, Ukraine sẽ có một cuộc phản công rất mạnh mẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Tuần trước, Politico đưa tin Mỹ dự đoán Kiev sẽ bắt đầu phản công vào tháng 5 sau khi nhận thêm vũ khí của phương Tây. Theo trang tin, trong khi Kiev chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chiến lược của mình, các quan chức Mỹ tin rằng các lực lượng Ukraine có thể tiến vào Crimea bằng cách băng qua sông Dnieper hoặc di chuyển từ phía bắc dằm cắt đứt quân đội nga trên bán đảo khi được yêu cầu bình luận về bản báo cáo mikhail bolodiak một trợ lý cấp cao của ông zelensky bày tỏ sự thất vọng khi những thông tin nhạy cảm như vậy bị tiết lộ giải thích rằng bất kỳ cuộc phản công nào cũng nên gây ra bất ngờ cho kẻ thù trong khi đó, CNN hôm nay đưa tin tập đoàn công nghiệp nhà nước Nga Rostec ngày 24 tháng 3 tuyên bố nhà máy chế tạo hàng không Kazan đang tăng cường sản xuất phiên bản nâng cấp của máy bay ném bơm chiến lược thiên nga trắng TU-160M. Quyết định trên được Tổng thống Putin đưa ra, các anh tạc cơ được nâng cấp đã mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu, có nhiều năng lực hơn, sự phát triển hơn nữa on tạc cơ này sẽ cho phép chúng sử dụng các loại vũ khí mới. Đài CNN trích tuyên bố của Tập đoàn Công nghiệp nhà nước Nga Rostec theo truyền thông mỹ nga phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu linh kiện phương tây cho ngành công nghiệp quân sự do các lệnh trừng phạt nước này đã chật vật để sản xuất các tên lửa tầm xa tiên tiến cũng như các thiết bị khác để tiếp tục cuộc chiến ở ukraine tuần trước tổng thống putin thông báo rằng việc tăng cường sản xuất vũ khí là cấp bách không dừng lại ở đó, giảm gia tăng sức mạnh chống Ukraine, tờ Ukrainska Pravda hôm 24 tháng 3 đưa tin, Nga đặt mục tiêu tuyển dụng 2.000 lính đánh thuê từ Belarus và khoảng 100 người từ Angola để tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ukrainska Pravda trích thông tin từ Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine, cơ tắc là NRC, cho biết, để bù đắp những tổn thất nặng nề, Nga có kế hoạch tuyển dụng nhiều lính đánh thuê hơn, khoảng 2.000 lính đến từ Belarus. NRC lưu ý rằng, Nga đang tuyển dụng nhân viên của công ty An ninh Grass Service ở Belarus, đây không hẳn là một đơn vị tư nhân. Theo NRC, đây là công ty được thành lập theo một sắc lệnh đặc biệt của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ngoài ra, NRC còn cho rằng khoảng 100 lính Angola cũng được tuyển tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Việc lính Angola gia nhập lực lượng chiến đấu ở nước láng giềng được cho là đã được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đồng ý trong chuyến tới thăm quốc gia châu Phi. Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực tuyên tuyến. Theo đó, vào hôm 24 tháng 3 vừa qua, lực lượng Nga đã tiến hành tấn công các giải phía Bắc và phía Nam của mặt trận Donbass, miền đông Ukraine. Theo báo cáo của quân đội Ukraine, giao tranh ác liệt diễn ra dọc theo tuyến đường từ Liman đến Kupiansk, cũng như ở phía nam tại Avdivka, ngoài ô thành phố Donetsk do Nga kiểm soát. Cả hai khu vực đều là mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch mùa đông, nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực công nghiệp Donbass của Ukraine. Tại một vị trí pháo binh Ukraine trong rừng thông phía sau đoạn đường phía bắc của mặt trận. Quân đội Ukraine đã bắn đạn 155mm từ khẩu pháo TRF-1 của Pháp về phía đường cao tốc dùng để tiếp tế cho khu vực Kremina, bà Nga đang nắm quyền kiểm soát. Một ghi lính cho biết, chúng tôi đang đối mặt với một đối thủ rất mạnh với vũ khí rất tốt. Lính dù Nga là một quân đội chuyên nghiệp. Khi có lệnh cung với tọa độ bắn, binh sĩ trong đơn vị sẽ nhảy vào vị trí, nhắm, nạp đạn và khai hỏa. Sau ba hiệp, họ hạ nòng súng, đẩy nắp và lại trở về bong ke chờ lệnh tiếp theo. Có thể nghe thấy tiếng pháo và tiếng súng nhỏ từ xa. Thưa quý vị, tiền tuyến hầu như không giúp chích kể từ tháng 11 năm ngoái. Mặc dù giao tranh diễn ra rất dữ dội, Ukraine đã chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ vào nửa cuối năm 2022. Nhưng kể từ đó, chủ yếu giữ thế phòng thủ, trong khi Nga tiến hành tấn công với hàng trăm nghìn lính dự bị mới. Khi mùa đông chuyển sang mùa xuân, câu hỏi chính đối với Ukraine là Nga có thể duy trì cuộc tấn công của mình bao lâu nữa? Và khi nào hoặc liệu Ukraine có thể đảo ngược tình hình bằng đà phản công hay không? Hiện tại, lực lượng Ukraine vẫn đang tập trung vào việc ngăn chặn bước tiến của Nga dọc theo hơn 300 km ở mặt trận Donbass, từ Kupias ở phía Bắc đến Vuleda ở phía Nam. Bộ chỉ huy quân sự Taria của Ukraine chịu trách nhiệm về các khu vực phía Nam. Ông Oleksiy Dmitrovskiyevsky cho biết pháo kích vào Adiska vẫn đang diễn ra không ngừng. Họ sử dụng pháo binh, tên lửa, súng cối để tấn công. Ông Shehi Chavevazi, người phát ngôn Bộ Chỉ huy phía đông Ukraine đang phòng thủ xa hơn về phía Bắc, cho biết trọng tâm chính của Nga là đoạn đường từ Kupyansk đến Liman, vốn đã bị lực lượng Ukraine chiếm lại vào năm ngoái. Trước đó, vào hôm 24 tháng 3, Chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga vào Bắc Bút dường như đang mất dần động lực và Kiev có thể thực hiện cuộc phản công sớm. Bên kia chiến tuyến, hãng tin Reuters ngày 25 tháng 3 công bố hình ảnh cho thấy quân đội Ukraine đã sử dụng khẩu pháo TRF-1 của Pháp nã đạn về phía đường cao tốc vốn được Nga sử dụng làm tuyến đường tiếp viện. Vị trí của các binh sĩ được lưu ý tại một khu rừng thông gần thành phố Kremina ở vùng Luhansk. Khi có hiệu lệnh cùng thông tin về tọa độ, các binh sĩ khẩn trương di chuyển đến vị trí, cởi bỏ lớp ngụy trang, nhắm, đạp đạn và khai hỏa. Sau ba vòng đạn, họ trở về hầm trú ẩn chờ lệnh tiếp theo, tiếng pháo và súng vang vọng từ xa. Ngày 24 tháng 3, các lực lượng Nga đã tấn công hai sườn Bắc Nam miền đông Ukraine, bất chấp các dự định của Kiev rằng các chiến dịch của Nga có dấu hiệu suy giảm ở Bắc Bút. Kể từ tháng 11 năm ngoái, tình hình tiên tuyến Ukraina Ukraine gần như không thay đổi, bất chấp các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra. Ukraine đã chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ vào cuối năm ngoái nhưng chủ yếu giữ thế phòng thủ kể từ đó, trong khi Nga tiếp tục tung ra hàng trăm ngàn lính dự bị mới, tuyển mộ thêm lính đánh thuê ra chiến trường theo Reuters. Theo giới quan sát, khi trời sang xuân, câu hỏi quan trọng bây giờ là Nga có thể duy trì các cuộc tấn công trong bao lâu và khi nào Ukraine có thể tung ra cuộc phản công. Giữa lúc đang chìm sâu trong giao tranh với Ukraine, tình hình tại Liên bang Nga cũng có nhiều diễn biến đáng chú ý. Theo Sky News chính phủ Nga có thể đã ra lệnh đóng cửa hơn 20 quán bar ở thành phố St. Petersburg trong một động thái nhằm trấn áp những ý kiến bất đồng trong xã hội. Fontanka, một hãng tin có trụ sở tại St. Petersburg cho biết việc đóng cửa các quán bar là một phần của cuộc điều tra về tình trạng gia tăng thái độ chống đối ở những người trẻ tuổi và cả hành vi lạm dụng thức uống có cồn và sử dụng chất cấm của họ. Nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng lý giải trên không thỏa đáng bởi thái độ không mặn mà của người Nga đối với rộ nặng. Theo ISVK, cơ quan an ninh liên bang Nga gần đây đã tiến hành cuộc đột kích vào hai quán bar nổi tiếng ở Saint Petersburg và buộc người quản lý và những cơ sở này phải thực hiện các hoạt động tuyên truyền cho chiến dịch quân sự đặc biệt của chính phủ ở Ukraine. ISVK lý giải thêm, chính phủ Nga có thể đang muốn gây áp lực đối với các doanh nhân giàu có và giới trẻ bằng cách cho họ thấy hậu quả của việc đưa ra những luận điệu phản đối. Hiện Moscow chưa phản hồi về thông tin trên. Môi trường vẫn là vấn đề đáng quan tâm hơn cả. Hôm 24 tháng 3, hội nghị đầu tiên về nguồn nước trong nửa thế kỷ qua đã kết thúc. Liên Hợp Quốc hy vọng rằng hội nghị sẽ tạo ra động lực chính trị để các quốc gia hành động bảo vệ nguồn nước của nhân loại. Khác với thỏa thuận khí hậu ở Paris năm 2015 và cuộc họp bảo vệ đa dạng sinh học ở Montreal, Canada 2022, Hội nghị về nguồn nước không thiết lập sự ràng buộc giữa các quốc gia. Gần 700 liên minh bao gồm chính quyền các khu vực, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp đã tự nguyện cam kết bảo vệ nguồn nước. Các dự án đầu tư vào nông nghiệp an toàn với môi trường, khôi phục vùng ngập nước ở sông Niger và lập bản đồ hệ thống nước ở Hà Lan đều được đưa ra thảo luận trong hội nghị ở New York. Đặc phái viên của Hà Lan tại Liên Hợp Quốc, ông Hen O'Brien, cho biết các kế hoạch này sẽ tiếp tục được xem xét ở một hội nghị khác sẽ diễn ra vào tháng 7. Ông nói hội nghị về nước là sự khởi đầu cho một hiệu ứng gợn sóng trên toàn cầu. Quyền giám đốc toàn cầu về nước của Viện Tài nguyên Thế giới (WAI), ông Jack Iceland cho biết khoảng 30% các kế hoạch được đệ trình sẽ có tác động đến các quốc gia. Tuy nhiên, các nhóm hoạt động phi chính phủ cho rằng số lượng đại diện các nước đến tham gia bỏ phiếu ở hội nghị vẫn còn thấp. Trong cuộc họp, công ty xử lý nước thải Veolia của Pháp đã cam kết chi 1,7 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới để đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ và đổi mới trong lĩnh vực nước và vệ sinh. Các doanh nghiệp tham gia hội nghị cũng yêu cầu được giải quyết rủi ro tài chính liên quan đến nước và bảo vệ tài nguyên. Liên quan đến lĩnh vực y tế, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong một thông báo mới đây cho biết thêm 8 trường hợp mắc virus Marburg nguy hiểm vừa được báo cáo ở Guinea Xích Đạo. Như vậy kể từ khi thông báo bùng phát căn bệnh có khả năng lây nhiễm và tỷ lệ tử vong cao tương tự Ebola này, quốc gia Trung Phi có tổng cộng 9 ca mắc, 20 trường hợp nghi nhiễm và 20 ca tử vong ghi do virus Marburg. Trong số những ca mắc mới ở Guinea Xích đạo, hai trường hợp được báo cáo tại tỉnh Kienetem, 4 từ tỉnh Litoran và hai từ tỉnh Santochu. Theo WHO, các khu vực ghi nhận ca bệnh cách nhau khoảng 150 km, điều này cho thấy khả năng lây nhiễm của virus Marburg đang ngày càng lan rộng. Giám đốc WHO tại châu Phi, Marcidiso Moeti, cho biết việc xác định các trường hợp nhiễm bệnh đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn chuỗi lây nhiễm. Quốc gia láng giềng của Guinea Sức Đạo là Cameroon cũng đã thông báo hai trường hợp nghi nhiễm, dù nước này đã triển khai lệnh hạn chế di chuyển ở các khu vực dọc biên giới kể từ khi Guinea Sức Đạo thông báo bùng phát dịch. Theo WHO, Marburg là chủng virus cùng họ với Ebola có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Virus này lây nhiễm từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Bệnh nhân thường có triệu chứng sốt, mệt mỏi, nôn ra máu và tiêu chảy. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị cho căn bệnh này. Thưa quý vị, theo Reuters, hôm 24 tháng 3, ba mảnh vỡ của đền Parthenon đã được đưa về tới Hy Lạp thông qua Vatican. Đây được xem là một nỗ lực không ngừng của Hy Lạp nhằm mang các tác phẩm điêu khắc từ lâu đời đang nằm ở Bảo tàng Anh về nước. Parthenon là một ngôi đền thờ thần Athena được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Các mảnh vỡ được đặt trong phòng trưng bày Parthenon đây là nơi lưu giữ các mảnh đá gốc của ngôi đền, biểu tượng cho kiến trúc Hy Lạp và bản sao của các mảnh thạch cao hiện đang ở Bảo tàng Anh. Chúng tôi chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng bao la. Thật tuyệt vời nếu mọi thứ được thu hồi và kết hợp lại với nhau. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Giám mục Tarell là thư ký hội đồng giáo hoàng Vatican. Ngài cho biết các mảnh vỡ gửi đến Hy Lạp nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng Vatican trong hơn một thế kỷ. Giáo hoàng Francis đã ra lệnh trả lại chúng vào tháng 12 năm ngoái. Giáo hoàng đã tặng các mảnh vỡ cho ngài Erenonimos, người đứng đầu nhà thờ chính thống Hy Lạp, như một cử chỉ đoàn kết của nhà thờ công giáo La Mã. Hy Lạp đã nhiều lần kêu gọi Anh Quốc trả lại các tác phẩm của đền Parthenon. Vào thế kỷ 19, nhà ngoại giao Anh Lord Andrin đã mang chúng ra khỏi đền Parthenon ở Athens. Chủ tịch của bảo tàng Anh, ông George Osborne, cho biết bảo tàng đang thỏa thuận với Hy Lạp để các tác phẩm điêu khắc có thể được trưng bày ở cả London và Athens, ông Osborne không nói về việc có trả lại các tác phẩm điêu khắc hay không do vướng phải rào cản pháp lý. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết sẽ không có kế hoạch sửa đổi luật quy định bảo tàng, tuy nhiên bảo tàng Anh vẫn có thể cho mượn các tác phẩm điêu khắc. Hy Lạp tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận để Anh Quốc giữ những gì được cho là đánh cắp từ Athens. Cũng trong hôm 24 tháng 3 tại tiểu bang Utah của Mỹ, thống đốc Spencer Cox đã ký hai luật mới nhằm hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Đây là tiểu bang đầu tiên của Mỹ yêu cầu phải có sự đồng ý của bố mẹ, thì những đứa trẻ dưới 18 tuổi mới được sử dụng Instagram, TikTok và Facebook. Hai luật mới của bang Utah cũng đưa ra những quy định để dễ dàng kiện các công ty mạng xã hội để bồi thường thiệt hại. Tác động của phương tiện truyền thông mạng xã hội đối với trẻ em, chủ đề ngày càng được tranh luận nhiều ở Mỹ. Các công ty điều hành mạng xã hội gần như được bảo vệ khỏi trách nhiệm đối với các nội dung của họ dựa vào Điều 230 của Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp năm 1996. Thống đốc Koch nói rằng, chúng tôi sẽ không để mạng xã hội tiếp tục gây hại đến sức khỏe tinh thần của những đứa trẻ. Luật mới yêu cầu toàn bộ người dùng mạng xã hội phải xác nhận tuổi của mình trước khi mở tài khoản. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi phải có sự cho phép của bố mẹ mới được dùng mạng xã hội. Một thông tin thú vị, thưa quý vị, các tín đồ hồi giáo ở thủ đô Dhaka của Bangladesh trong ngày 24 tháng 3 đã phủ kín khu chợ Trambazaar để tranh thủ mua sắm thực phẩm cho tháng lễ Ramadan. Nhiều người dân quốc gia Nam Á này đã bước vào tháng Ramadan năm nay với tâm trạng lo ngại khi nền kinh tế đất nước của họ đang bị tác động tiêu cực bởi lạm phát tăng cao kỷ lục do chuỗi cung ứng lương thực bị gián đoạn cùng với đó là tình trạng thiếu hụt năng lượng và đồng nội tệ rớt giá. Do đó, họ buộc phải tính toán nhiều hơn để có thể mua đủ số thực phẩm cho gia đình trong tháng lễ linh thiêng này. Tháng Ramadan đã bắt đầu. Ngày qua ngày, giá cả hàng hóa ngày càng tăng cao, nhưng tiền lương không thay đổi. Mọi người chật vật khi đi chợ, mọi thứ đang rất khó khăn đối với những người nghèo như chúng tôi cũng vào ngày 24 tháng 3, rất đông tín đồ đã tụ tập về các nhà thờ để tham gia lễ cầu nguyện trong ngày thứ sáu đầu tiên của tháng Ramadan. Bangladesh là một trong những quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo, với hơn 90% trong tổng số 165 triệu dân là tín đồ Hồi giáo. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.